Thôi chào anh em, bữa nay Sóc Bình Lân sẽ giới thiệu cho anh em mẫu súng bắn cá ha nè. Đây này nó dài quá trời mình ơi, mình quay clip mình hơi khó nha nè. Nó mẫu là chú mình sẽ gửi cho anh em xem nè. Khi mình đi đâu mà lấy ra rất là gọn. Anh em sẽ giới thiệu phụ kiện trước ha. Phụ kiện nó bao gồm đầy đủ như thế này nha anh em. Máy móc, dây mà dự phòng, ba cây tên. Đây, cái này là cái số điện thoại mình liên hệ mua ha. Đấy, số lượng hàng có giới hạn nha anh em, mình không nhập nhiều nha. Đó, anh em nào nhập ví dụ hết thì mình đợi mình nhập về. Đây số rồi giá cả mình để dưới phần bình luận. Mặt hàng lớn thì có cọc nha anh em, ví dụ mình không có ý định cọc hay là mình không cọc thì mình nói chung mình khỏi liên hệ mua để tránh mất thời gian cả hai bên nha anh em. Lý do mặt hàng này khi anh em gửi là phí nó rất là cao, anh em không thiện chí mua. Đó, người cọc người ta mới là thiện chí mua, anh em không thiện chí mua là anh em đặt chơi xong lợi xong anh em không nhận là lúc đó mình khi hàng về mình hao cả trăm mấy 200 ngàn tiền phí nó, nên tức tại sao là phải cọc nó, cái đó là mình nói trước luôn, còn không cọc thì mình cũng thua, mình cũng không có gửi được. Còn về mà cái uy tín á thì anh em cứ xem cái clip của mình ha, mình bán hàng 3 năm rồi, 3-4 năm rồi chứ không phải là mới bán, nên anh em cứ yên tâm. Còn số điện thoại liên hệ mua hàng nha, để mình nói trước cho anh em trong clip luôn. Đây có máy này mình gắn ở phần này đó, máy mình gắn phần này, dây mình gắn trên đầu, còn tên mình gắn với phần này. Bây giờ mình sẽ gỡ ra cho nó gọn ha nè, gỡ ra gọn cho nó dễ quay. Sẽ gỡ ra gọn cho anh em ha. Khi mình đi đâu mình tới sông suối thì mình phải gắn vô ha nè. À, rất là gọn. Đít này anh em hãy gỡ ra luôn nè. Ở đầu này anh em phải vuốt ra luôn. À, rất là gọn. Còn mẫu này bắn cá gọi là súng bắn cá màu xanh đi. Tại vì có màu đen nữa nhưng màu đen không nhập nữa nha anh em. Màu đen nó bắn nó không có chuẩn. Mẫu này anh em hay lặn biển. Anh em lặn biển bắn cá hay mình chuẩn bị đi biển hay giải trí anh em, mình đặt trước. Đặt trước ví dụ anh em ở xa mình đặt trước 10 ngày cho chắc. Tại vì gửi là khoảng 6 7 ngày nhưng mà nhiều khi nó thời điểm nó hàng đi chậm hay là rất là nhiều chuyện nha anh em. Đó nên là ví dụ anh em miền Nam mình đặt trước 4 5 ngày vậy đó. Chứ mà đừng có đặt được ngày nay đi ngày mai mình ngày mốt đi rồi ngày nay mình đặt. Đó nên là không có kịp. Cái đó mình nói trước luôn, kể cho nhiều anh em hối hàng. Mình hối cũng đâu không có kịp nha anh em. Đây cái máy câu này nó mình gắn thì mình có thể thu cá lại nha, thu cá lại luôn á. Rồi mũi tên là 3 mũi nha, là một bụng dây, là cái bụng dây trên súng là 2 cộng. Con này là súng bắn cá thì hiện tại anh em đang mùa mưa nè, anh em mua bộ bắn cá rất là nhiều, bên mình có bắn cá cầm tay luôn, bắn cá cầm tay nó rẻ rồi. Độ chuẩn bắn cá bằng cầm tay thì tùy theo khả năng, còn bộ cái độ này anh em ví dụ muốn lắp ngắm, lắp ngắm đây, nhưng mình có bán ngắm luôn nha anh em, nhưng mà bộ này không dành ngắm, lắp ngắm phần này. Đầy đủ cho mình hết. Anh này muốn lắp ngắm thì mình nghe lắp vô đó mình bắn thôi, rất là tiện. Này là gọi là nỏ bắn cá đó, như là súng bắn cá vậy đó anh em. Mặt hàng khoảng 1,5 triệu hàng có cọc. Độ chuẩn của nó thì ví dụ anh em mà bắn quen thì độ chuẩn là trên 30 mét, đảm bảo là trên 30 mét. Còn anh em lặn biển thì khoảng 20 mấy mét, tại vì lật biển cái lực nước nữa nè, nước nó mình đẩy mình thun á, nó kéo lại nè, nên là không đi không có mượt, nên là độ chuẩn dưới nước đó, nó không có bằng trên bờ. Rồi mẫu này thì hàng nó cũng mới về luôn, hàng rất là đẹp nha nè, anh em mua cái liên hệ số loại này ha. Rồi chào anh em á, anh em mua cái liên hệ mình, shop mình là shop Quỳnh Lưng nha nè.